Ngày nay, tỷ lệ những người trẻ bị mắc các tật khúc xạ, trong đó nhiều nhất là cận thị ngày một tăng lên do thói quen, do bẩm sinh, do đặc thù công việc phải nhìn trên máy tính quá lâu. Người bị cận thị chỉ có thể nhìn được những vật ở gần và không nhìn rõ các vật ở xa do nhãn cầu bị dài ra, tia sáng nằm không đúng vị trí như người có đôi mắt bình thường. Nhiều người cảm thấy vướng víu, không dễ chịu khi phải đeo kính nhiều. Cũng có người lo sợ đeo kính nhiều sẽ khiến mắt bị lồi và mất thẩm mỹ. Vậy bị cận thị không đeo kính có sao không? Cách giảm cận thị tại nhà hiệu quả là như thế nào? Cùng theo dõi trong clip dưới đây nhé! Theo các chuyên gia nhãn khoa, có nhiều yếu tố khác nhau quyết định đến việc cận thị có nên đeo kính thường xuyên hay không. Trong đó, có hai chỉ số quan trọng nhất là độ tuổi và độ cận. Dưới 18 tuổi là thời điểm độ cận của mắt không ổn định. Độ cận dưới 1 độ. Với độ cận này, mắt vẫn có khả năng điều tiết nên không cần thiết phải đeo kính. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết như đọc sách báo lâu, nhìn xa, có thể đeo kính để hạn chế sự điều tiết của mắt. Cận trên 1 độ. Độ cận cao khiến mắt phải điều tiết rất nhiều, bởi vậy việc đeo kính thường xuyên là thực sự cần thiết để duy trì độ cận ổn định. Nếu không đeo kính, mắt phải điều tiết quá nhiều, dễ gây mệt mỏi, khô mắt và yếu đi. Độ cận lúc này sẽ tăng số nhanh hơn. Thậm chí rất nhiều các bé bị biến chứng dẫn đến nhược thị hay lác. Trên 18 tuổi, ở độ tuổi này, độ cận đã đi vào ổn định hơn. Độ cận dưới 1 độ có thể tập để mắt không bị phụ thuộc vào kính. Nên đeo kính trong trường hợp phải nhìn xa, di chuyển, làm việc nhiều giờ trên máy tính. Độ cận trên 1 độ, bạn nên đeo kính thường xuyên để tránh những biến chứng về mắt do độ cận quá cao. Cận thị nặng mà không đeo kính thường xuyên sẽ dễ dẫn đến nguy hiểm khi tham gia giao thông, để lâu dẫn đến nhược thị. Cận thị nặng có thể dẫn đến nhiều biến chứng ở đáy mắt, là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm, làm tổn hại đến thị lực. Nguyên nhân của cận thị là do gen di truyền hoặc do những thói quen không đúng gây nên. Vì vậy, để giảm cận thị tại nhà, cần thay đổi thói quen sinh hoạt, đồng thời cần biết cách chăm sóc mắt đúng cách. Đeo kính đúng cách, đúng số để mắt không phải điều tiết khi sai số, dẫn đến cận nặng hơn. Để mắt được nghỉ ngơi, đeo kính 1 giờ đồng hồ nên bỏ kính ra khoảng 5 phút để mắt được thư giãn. Cường độ làm việc quá lâu, nhìn máy tính quá lâu cũng sẽ dẫn đến mỏi mắt, khô mắt. Thường xuyên tập các bài tập về mắt. Tập nhìn xa, nhìn tập trung vào một điểm, massage mắt. Ngồi làm việc đúng tư thế, ở nơi đủ ánh sáng. Bổ sung những thực phẩm tốt cho mắt, bao gồm thực phẩm giàu vitamin A, giàu chrome và canxi. Hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và chất kích thích sẽ gây hại cho mắt. Không thức khuya, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử nếu không cần thiết. Khám mắt định kỳ 6 tháng một lần, theo đúng chỉ định của bác sĩ nhãn khoa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.